Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm sau mưa lũ, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăm sóc bảo vệ vật nuôi. Đảm bảo nguồn thức ăn nước uống, luôn giữ cho chuồng nuôi thông thoáng, quét dọn chuồng sàn thường xuyên để tránh mầm bệnh phát sinh. Thực hiện khử trùng tiêu độc trong và ngoài khu vực chuồng nuôi để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường ngay sau đợt mưa kéo dài đồng thời chủ động sản xuất thức ăn cho đàn vật nuôi để đảm bảo an toàn. Đây là các biện pháp mà gia đình ông Lê Xuân Thịnh, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thực hiện để bảo vệ trên 10.000 con gà thịt của gia đình. Sau mưa bão thì gia đình chúng tôi đã thực hiện các cái biện pháp như thể là phun sát trùng, khử trùng vệ sinh chuồng trại định kỳ cộng với việc xử lý men khử mùi, đặc biệt là trong cái thời tiết mưa ẩm như này không khí độ ẩm cao nên là phải tăng cường sử dụng men rất nhiều định kỳ 1 đến 2 ngày cho một lần. Sau mưa lũ, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm thường xảy ra với đàn gia súc gia cầm như dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, cúm gia cầm, lờ mồm long móng, viêm da nổi cục ở châu bò. Do vậy, khi thời tiết tạnh giáo, huyện Triệu Sơn chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh trong và ngoài khu vực chuồng trại chăn nuôi, tiến hành khử trùng tiêu độc để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Để chủ động phòng ngừa sau mưa lũ, huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã thị trấn khẩn trương thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 2 năm 2024, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng đợt 2 của năm và tiêm bổ sung cho đàn gia súc gia cầm. Để mà đạt được cái kế hoạch của huyện giao thì ở huyện Triệu Sơn có cái kinh nghiệm như là được đầu tiên là phải cái công tác giả soát tổng đàn phải hết sức là cụ thể chi tiết và có sổ theo dõi đến từng hộ dân. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác tuyên truyền, kể cả mặt thời lượng và chất lượng tuyên truyền để người dân nắm bắt được cái 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 hiệu quả của công tác tiêm phòng. Từ đó người dân tự giác trong công tác tiêm phòng. Hiện nay cùng với việc chăm sóc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường, huyện Triệu Sơn tăng cường giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nếu phát hiện gia súc gia cầm có biểu hiện ốm chết các hộ tiến hành cách ly và kịp thời báo cáo cho cơ quan thú y cũng như chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý